Ok, xin chào tất cả anh em và các quý khách hàng thân mến của S Micro Karaoke. Hôm nay cũng là nhân dịp đầu năm mới. Tôi xin thay mặt cho S Micro xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em và các quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của S Micro trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc tất cả các quý khách hàng anh em một năm mới an khang, thịnh vượng. Sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, làm ăn thì phát tài phát đạt, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Rồi, và hôm nay cũng trong không khí của tiết trời đầu xuân năm mới thì chúng tôi gửi đến anh em một cái video unbox một cái dòng sản phẩm có thể nói là rất đẳng cấp hiện nay trên thị trường, mà hiện tại chưa có đơn vị nào gần như là tại Việt Nam đang phân phối có cái dòng sản phẩm này cả. Thì anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình ống kính của máy quay đây là cái bộ hộp sản phẩm, nhìn thì có vẻ như là khá là lạ, nhiều anh em chắc là có lẽ là chưa nhìn cái tên này bao giờ, BioVirus đấy. Thế nhưng mà cái bộ micro karaoke này thì ở đây anh em có thể nhìn cái hộp của nó. Thì nếu như anh em nào mà chơi các cái dòng mic chung cao cấp nhiều rồi thì chắc là nhìn cái hộp này thì có thể là cũng sẽ thấy ở đâu đó có cái nét quen quen. Đấy, thì đây là mặt trước của cái bộ này, BioVirus. Đấy, thì nói luôn là cái hộp mà của cái con BioVirus này nó rất giống với các cái bộ hộp dòng sản phẩm mới đập hộp của Mic BBS China. Đó, mặt trước mặt sau BBS China, BioVirus. Rồi, đây và cái tên của model của con này là BS780S. Đó, trông bên ngoài cũng có vẻ khá là đơn giản thôi, không không có gì quá là cầu kỳ đâu. Tất cả đều là chữ Trung Quốc hết, tất cả chữ Trung Quốc hết, và nguồn gốc xuất xứ là rất rõ ràng anh em nhé. Đây, tôi sẽ unbox cho anh em từ từ. Đây là các cái tính năng của cái con 780S này, đầy đủ cái tính năng thời thượng mới nhất luôn, ngắt tiếng, tắt tiếng, rồi là tự động sắt down đấy, tay mic, rồi là báo pin, chỉ số, rất nhiều tính năng cao cấp nhất luôn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ unbox cái hộp BioVirus này ra để xem ra bên trong có cái gì nào. Ok, và đây là bên trong của toàn bộ hộp sản phẩm BioVirus BS780S. Thì anh em nhìn thấy đây, chúng ta có một cái bộ sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, tôi sẽ cụ thể sau. Đây là cái đầu phát chính này, receive này. Ở đây chúng ta có dây kết nối 6 ly. Đây là hai cái dâu. Đây là hai cái dâu anten. Đó. Ok, đây là hai tay mic này. Đây là bốn pin AA pin thường anh em nhé. Đây là hai cái chống lăn này. Và đây là adapter nguồn. Ok, đấy tất cả tổng thể. Không có quá gì, không có gì là quá nổi trội đặc biệt hay là cầu kỳ cả. Mà anh em sẽ tìm hiểu thêm cụ thể sâu hơn. Đây là cái quyển hướng dẫn sử dụng của nó này, BioVirus này. Đấy, quyển này bên trong thì bao gồm phần đầu là toàn bộ là tiếng Trung Quốc hết, China hết. Đấy, và phần sau thì là tiếng Anh. Đây. Đầy đủ hết các cái tính năng, công năng sử dụng của cái bộ mic này. Đấy, toàn bộ luôn. Và các cái đấy, và các cái vấn đề khi mà có vấn đề thì sửa chữa và khắc phục như nào, thì trong cái quyển này nó nói hết đầy đủ luôn. Đấy, tai mic đấy.
640 đến 690 đây, toàn bộ thông số đây, cực kỳ rõ ràng. Đấy thì anh em có thể tìm hiểu cụ thể sâu hơn. Đây là phần các cái vấn đề và cách khắc phục giải pháp. Rồi và ở đây thì anh em nhìn thấy một cái tờ toàn bộ tiếng Trung Quốc hết nha. Tôi đoán là cái phiếu bảo hành tại Trung Quốc thị trường nội địa, bởi vì bộ mic này hoàn toàn là được bán ở Trung Quốc và hàng nội địa, không phải hàng xuất khẩu anh em nhé. Hàng BBS thì nó sẽ là hàng xuất khẩu và nó rất là nhiều loại tem. Còn riêng con BioVirus này thì nó là hàng nội địa, cho nên là không có quá nhiều tem đâu, nhưng mà tem nào là ra tem đấy luôn, cực chất. Và đây là cái đầu phát. Đấy. Rồi. Và bộ mặt trước của nó đây. BioVirus BS 780S bao gồm hệ thống nút set up tần số đây, và hai nút để tăng giảm âm lượng volume cho từng vế mic. Và cái nút này chúng ta có thể tăng giảm âm lượng được trực tiếp khi đang sử dụng mic luôn, giống như là cái núm volume anh em vẫn đang hay dùng thông dụng, thì cái này nó cũng sẽ tăng giảm được như vậy trực tiếp luôn, không bị ngắt tiếng của mic tăng giảm. Đấy là mặt trước. Rồi ở đây quay kỹ cho anh em nhìn cái mic này. Rồi ok, thì anh em nhìn thấy ở đây BioVirus, đây là số điện thoại ở bên Trung Quốc này, và đây là trang web này, bbsacoustic.com. thì cái dòng BioVirus này nó là một thương hiệu riêng, một nhánh riêng của hãng BBS Trung Quốc China. Đó, một thương hiệu riêng của BBS Trung Quốc và hàng xịn, chính hãng, hàng trung ương anh em nhé, hàng trung ương và là hàng hãng hẳn hoi chứ không phải là hàng fake đâu. Đấy, chỉ có điều là dòng này nó phân phối nội địa tại Trung Quốc chứ không bán xuất khẩu. Đấy. Rồi đây là mặt sau. Tần số nó chạy đây, tem bảo hành đây. Tháng 11 2018. Ngày mùng 1 tháng 11 2018 xuất xưởng. Đấy, tần số, tem, nguồn 12V 1,25A anten đây. Độ nhạy đây, SQ, BA, đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi cho nghe. Cổng AB, jack 6 ly kết nối, và hai chân Canon để cho anh em tách, khi kết hợp với cả các cái mixer của hệ thống sân khấu sự kiện thì chúng ta sẽ chỉnh được vang nhại riêng cho từng mic. Đấy. Rồi ok, đấy là phần đầu phát. Rồi bây giờ thì sẽ unbox đến tay mic cho anh em. Đây, cái tay mic này thì nó không quá nặng đâu anh em, không quá nặng đâu, nhưng mà cực kỳ chất luôn. Đó,
cái bề mặt lớp kim loại của nó làm cực kỳ đẹp luôn, mịn, cực kỳ chất luôn. Đấy, BioVS rất rõ ràng, sắc nét cực kỳ luôn. Đó, ngày hôm nay thì ở đây tôi không có cái đồ dụng cụ tô vít để tháo cái củ này ra được cho anh em nhìn, cái củ của nó cực kỳ chất. Tuy nhiên thì ở trên trang web của smicro.top, ngay ở phần mở rộng phía bên dưới của cái video này thì có link trỏ về trang web của website smicro.top và đường link của bộ BS780 này. Anh em có thể kích vào đấy và xem được cái củ mic của bộ 780 nó như thế nào, xem cái củ mic chúng tôi đã chụp ảnh và up lên đấy, đầy đủ thông tin. Còn ở đây thì tôi không có đồ để mở cái chụp người ta. Củ nó cực kỳ chất luôn. Đấy, bật tắt. Rồi, mở phần chuôi ra. Đấy, UHF640-690. Đây, tem đây. BioVS. Đấy, anh em quét QR code cái lên ngay nhá. Bật phần mềm quét QR code cái này là lên ngay. Trang của BioVS China luôn. Đấy. Và ở đây là vỉ mạch của nó, anh em nhìn ở đây và sẽ thấy. Đó. Đặc biệt dòng này là dòng mà lần đầu tiên mà tôi được sử dụng mà có vỉ mạch là vỉ màu tím. Vỉ mạch vỉ tím cực kỳ chất luôn. Mic của BBS chính hãng mà hàng xuất, nhiều bộ còn dùng men xanh. Men xanh mà riêng bộ này hàng nội địa xịn, dùng men tím luôn, cực kỳ chất luôn. Men tím. Đấy. Ở đây là màn hình thông số của mic em nhé, giữ khoảng 2 giây. Đấy, lên tần số, sau đó là chuyển về hiển thị số kênh. Rồi, ok. Vậy tôi sẽ đầu điện cho bộ BS780, anh em nhìn thấy cái màu xanh lá cây cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì nó hiển thị là thông qua cái ống kính thì màu nó không còn được chuẩn nữa, còn màu xanh lá cây ở bên ngoài ra nhìn mắt thường màu nó rất tươi, màu xanh rất tươi luôn. Nhìn qua màn hình nó bị xỉn hơn một chút, đấy, thì anh em nhìn thấy thông số ở đây. Đấy, ở số kênh này hai mic hiện tại đều đang mute đang tắt thì nó sẽ hiển thị là cái nút chữ mute ở đây. Đấy, tần số này, kênh A kênh B này. Đấy, và bây giờ thì hiện tại anh em đang để ý nhá, là hai mic đều đang tắt. Mà thực ra thì một mic mà tôi vừa gắn pin thì đang bật. Nhưng nó đang ở chế độ ngắt tiếng. Và bây giờ tôi sẽ cầm mic lên đây. Mic đây. Tôi sẽ cầm mic lên. Đấy nhá. Anh em để ý, tôi sẽ cầm mic lên. Đấy. Thì nó là cái mic bên phải này, đây. Cầm mic lên cái thì tự động là đèn trên màn hình của tay mic sẽ phát sáng. Cầm mic lên cái đèn trên màn hình tay mic tự động phát sáng. Và đây anh em sẽ nhìn thấy là đây có hai cột sóng này. Và anh em đồng thời nhìn thấy hiển thị cả mức pin, vạch pin của tay mic nữa. Cái này cực kỳ tiện lợi cho anh em làm sân khấu hội trường. Đây, hiển thị cả vạch pin của tay mic luôn. Đây, 3 vạch 194 CH194, 3 vạch. Đây, 194, 3 vạch đây. Và bây giờ tôi chỉ cần để cái tay mic này xuống này. Để cái tay mic được khoảng tầm 3 giây xuống thì đây, anh em nhìn màn hình sẽ thấy đây. Đấy, ok, tự động ngắt tiếng luôn, khoảng 3 giây là tự động ngắt tiếng và chuyển sang hiển thị chế độ mute tắt tiếng. Và bây giờ thì tôi lại cầm mic lên.
Đây anh em nhìn thấy nha. Đây cầm mic lên này. Chưa ấn vào nút gì cả luôn. Đấy. Tự động màn hình trên tay mic đã phát sáng. Tự động màn hình trên tay mic đã phát sáng luôn và ở đây hiển thị vạch pin, mức pin luôn. Đấy và bây giờ là sử dụng là alo là đã lên tiếng rồi. Alo 1 2 alo, alo, alo. Đấy. Và riêng về chất âm của BBS 780 này thì có thể nói luôn với anh em là thông qua thử nghiệm đã test thì chất âm của nó ngang ngửa với các dòng BBS đắt tiền trên thị trường hiện nay, hàng xuất có giá từ 5 đến 7 triệu một bộ, tương đương dòng AAP K900 cũng khoảng 6 triệu một bộ K900. Thế nhưng mà hiện tại thì con BBS BioViret này hiện tại đang được chúng tôi phân phối mức giá cực kỳ hợp lý. Thì anh em để muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là muốn trải nghiệm cái dòng sản phẩm đỉnh cao này, hàng nội địa China này, thì hãy ngay lập tức liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline 0966883995 hoặc là kích vào cái đường link mở rộng ở phía bên dưới ở cái video này để có thể trỏ về website của chúng tôi và tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng mic này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một năm mới thành công, thắng lợi.